Rồi, chào quý cô chú anh chị mình ha. Thì hôm nay bên Vũ có một dãy nhà là 11 căn để cho giới thiệu quý cô chú anh chị mình đây. Thì cái dãy nhà 11 căn này là bên Vũ vừa mở bán luôn anh chị mình ha. Thì anh chị nào có nhu cầu ở hoặc à đầu tư á thì hãy điện thoại cho Vũ trực tiếp, số điện thoại Vũ để với mình hình ha để Vũ tư vấn kỹ hơn pháp lý và vị trí của căn nhà này luôn. Thì cái vị trí của căn nhà này á, thì nằm ở trục đường Đinh Đức Thiện ha. Nhà mình ra trục đường chính là Đinh Đức Thiện, tầm khoảng là 600 m thôi. Thì từ nhà mình ra chợ Bình Chánh, đúng chợ Bình Chánh nó giáp với quốc lộ 1A luôn á, là tầm khoảng 5 phút xe ha anh chị em ha. Đó rất là gần luôn. Thì nhà mình ra trung tâm thành phố tầm khoảng là 30 phút thôi, rất là gần. Thì căn nhà mình nó có diện tích là ngang 4 m, dài 10 ha, một trệt, một lầu, hai phòng ngủ và hai toilet. Nhà mình có phòng khách nè, phòng bếp. Đó rất là nó thông với nhau luôn. Thì cái mặt tiền nhà mình là anh Vũ cũng đã dán gạch cho mình rồi, đầy đủ hết luôn. Thì đồng hồ điện, đồng hồ nước bên Vũ cũng đã xin cho mình đầy đủ luôn rồi ha. Anh chị nào về ở là khỏi cần phải phát sinh những chi phí nào hết. Thì căn nhà này thì bên Vũ cũng đã lắp đặt cho mình kính là kính cường lực 12 đi luôn ha. Thì kính cường lực này thì nó chống cho mình là chống và đập rất là tốt luôn. Thì mình quên đóng cửa, gió nó đập vô cỡ nào cũng không bể cái kính của mình, nó chống trộm rất là tốt luôn anh chị mình ha. Thì căn nhà này thì anh chị nào hãy theo dõi hết clip đi, thì Vũ sẽ báo giá thực tế cho anh chị mình luôn. Giá này là dưới 700 triệu anh chị ha, dưới 700 triệu thôi là anh chị mình có thể sở hữu được căn nhà này rồi. Thì bên Vũ đã cắt sổ từng căn cái dãy nhà này cho anh chị mình luôn ha. Anh chị nào mà ưng căn nhà này thì điện thoại cho Vũ ha. Thì căn nhà này thì bên Vũ cũng đã thiết kế cho mình rất là đẹp luôn. Thì phong thủy thì căn nhà này là nở hậu anh chị ha, nở hậu rất là tốt luôn, cho mình kinh doanh nè, đó kinh doanh mua bán rất là thuận tiện cho mình luôn ha. Thì ở đây á thì bên Vũ cũng đã lên tường cho mình luôn rồi, lên tới 1,2 m luôn ha. Còn gạch nền ở dưới đây á, gạch nền á thì bên Vũ cũng đã dán lót gạch cho mình, đã gạch bóng kiến đó, gạch bóng kiến là 60 vuông ha, rất là đẹp cho mình luôn anh chị mình ha. Thì cái phòng khách nó thông phòng bếp luôn. Thì ở khu chính đây thì bên Vũ cũng đã dán gạch cho mình luôn rồi đó, dán gạch. Thì ở vị trí này nè thì bên Vũ cũng đã lắp đặt cho mình là một cái ổ điện ha, để sau này mình có thể để tivi hay là để cái ông thần tài thờ cúng gì đó cũng rất là đẹp cho mình luôn. Thì ở phòng khách và phòng bếp thì ở vị trí ở phòng bếp này là thì khá rộng rãi luôn đó, khá rộng rãi cho mình luôn đó. Một mình có thể để ở vị trí này là một cái bàn ăn gồm 4 người ăn ha, gia đình 4 người ở căn nhà này rất là đẹp luôn. Tuy rằng nhà này diện tích nhỏ mà xinh ha, mà bên Vũ cũng là lắp đặt cho mình là những cái vật dụng cao cấp không ha, như những cửa phòng là bên Vũ cũng đã làm cho mình, đặc biệt là gỗ căm xe hết luôn anh chị mình ha. Thì cái phòng bếp này thì bên Vũ làm cho mình đó là cái nhôm giả gỗ ha, đó nhôm giả gỗ thì nhôm chất liệu nhôm thì rất là tốt luôn. Thì đây đây có một cái là cái vòi nước nè, và đây là có một cái đá nè, gạch đá bên Vũ cũng đã dán cái bếp cho mình luôn rồi. Đây là tủ bếp của mình đó, rất là đẹp cho mình, rất là thoáng, rất là sạch sẽ luôn ha. Còn ở vị trí này nè, ở vị trí này thì bên Vũ cũng đã lắp đặt cho mình là một cái là ống cấp nước và thoát nước cái máy giặt luôn. Đây có một cái ổ cắm nè, ổ cắm rất là đẹp luôn, đầy đủ luôn. Rồi một cái, có một cái cửa sau ha, ở cửa sau để mình mở ra lấy cái không khí mát vô cái căn phòng của mình, nó không bị bị ngột ngạt luôn anh chị mình ha. Nhìn chị em thấy bếp khá là rộng rãi luôn, đó rất là đẹp luôn. Thì cái cầu thang này thì bên Vũ làm cho mình là bề ngang là 90 ha, ngay số đỏ rất là đẹp luôn. Còn ở dưới đây thì bên Vũ cũng đã làm dán cho mình là đá hoa cương đen, đó rất là sang trọng và đẹp luôn. Rồi mời anh chị mình theo chân Vũ lên lầu 1 ha. Thì ở trên lầu 1 này thì có hai phòng ngủ ha, đó và một nhà vệ sinh. Thì đây đây là cái trụ gỗ căm xe và tay cầm gỗ căm xe luôn. Thì gỗ căm xe là chất liệu rất là tốt luôn anh chị mình, thì nó chống cho mình là chống nước nẻ và chống mối mọt luôn ha, rất là đẹp và sang trọng luôn. Ở đây đây là cái cửa phòng của mình là làm bằng gỗ căm xe luôn anh chị mình ha, đó rất là đẹp và sang trọng, rất là cách âm cho mình luôn ha. Thì cái cửa bằng cửa gỗ thì là cách âm cho mình rất là tốt luôn. Ở trong phòng này mình có nói lớn cỡ nào thì ở ngoài cũng không nghe ha, hoặc ở nhà ở ngoài nó lớn thì ở trong phòng cũng không nghe luôn, cách âm rất là tốt luôn. Thì trên trần thì bên Vũ cũng đã đóng cho mình đóng thật cao qua và trang trí bốn cái đèn led bốn góc rất là đẹp. Đây có một cái cửa sổ nữa để cho mình mở ra, mở vô lấy cái không khí mát mẻ trong phòng của mình luôn ha. Và đây là cái phòng vệ sinh, đây phòng vệ sinh thì rất là đẹp luôn đó.
đầy đủ hết luôn, tiện nghi hết luôn ha. Đó, như ở trên lên tường thì bên Vũ cũng đã lên cho mình lên tới 2 mét luôn, đầy đủ những cái thiết yếu trong cái phòng vệ sinh mình luôn. Thì cái phòng ngủ này thì anh chị mình có thể là để khu vực thờ cúng cũng rất là ok luôn ha. Đây là phía dưới này nằm để cái ghế thờ ở đây nè, cũng rất là đẹp cho mình luôn. Thờ cúng rất là đẹp, rất là ok luôn. Còn ở ở đây á thì mình có thể để một cái giường giường ngủ và một cái niệm ha. Thì đây này nó thông cái phòng ngủ này thì thông cái ban công luôn. Đó, cái phòng ban công này thì mình để dành phơi đồ ha. Phơi đồ hoặc là trồng rau, trồng hoa, chơi kiểng ở vị trí này cũng rất là đẹp luôn. Nhưng mình trồng rau sạch nè, trồng hoa, trồng lan ở vị trí này cũng rất là đẹp, tại vì cái ban công này là nó ra tới 1m2 ha, nó khá rộng rãi luôn và nó ánh nắng có thể chiếu về được ha. Nhà mình buổi sáng rất là nó nắng vô rất là đẹp cho mình luôn ha, buổi chiều rất là mát luôn. Đó, như anh chị mình thấy một khu dân cư rất là hiện hữu luôn. Thì nhà mình thì nó rất là gần chợ luôn ha anh chị mình ha. Rồi dưới xuống đây chưa? Rồi, cuối clip Vũ xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip của Vũ ha. Thì Vũ xin cảm ơn anh chị mình luôn. Thì cái giá của căn nhà này thì 670 triệu thì quý cô chú anh chị mình đã sở hữu được căn nhà rồi ha. Thì Vũ xin nhắc lại cái vị trí của căn nhà này luôn. Thì vị trí của căn nhà này thì nằm ở trục đường chính là Đinh Đức Thiện nha. Nhà mình cách đường Đinh Đức Thiện tầm khoảng 600 mét thôi. Thì nhà mình ra chợ Bình Chánh là tầm khoảng 5 phút xe. Thì cái đường Đinh Đức Thiện nó giáp với là quốc lộ 1A luôn ha. Như nhà mình về trung tâm thành phố tầm khoảng là 25 tới 30 phút là đã tới rồi ha. Thì khu vực nhà mình thì rất là gần khu công nghiệp, chợ, Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động, điện máy xanh đầy đủ cho mình luôn. Nhà mình gần trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đặc biệt là gần bệnh viện luôn anh chị mình ha. Thì anh chị nào có nhu cầu sở hữu căn nhà này hoặc đầu tư thì hãy điện thoại cho Vũ trực tiếp, số điện thoại Vũ dưới để dưới màn hình ha, để Vũ tư vấn kỹ hơn pháp lý và vị trí của căn nhà đó cho anh chị mình luôn. Rồi, chào anh chị mình.